Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc đã tham dự phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị xem xét lại nội dung về tai nạn sự cố và đề nghị chỉnh lý thành tai nạn sự cố và sự việc do thiên nhiên, con người, động vật đe dọa hoặc gây ra thiệt hại tính mạng, sức khỏe con người Tài sản của cơ quan, tổ chức cá nhân cần phải cứu nạn cứu hộ để dễ hiểu phù hợp với nghị định số 83 năm 2017 của chính phủ về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Về nội dung phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tình nguyện, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cho biết tại khoản 2 điều 39 quy định cá nhân có nguyện vọng tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tình nguyện thì đăng ký với công an cấp xã nơi cư trú để huy động khi có yêu cầu. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cũng đề nghị bổ sung làm rõ những nội dung trong sự thảo luật về chính sách khuyến khích người dân đăng ký tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tình nguyện về báo cháy tình huống cần phải cứu nạn cứu hộ. Tôi đề nghị bổ sung cái chính sách của nhà nước để khuyến khích những người tham gia đăng ký tình nguyện phòng cháy chữa cháy và bổ sung cả đối tượng về tình nguyện phòng cháy chữa cháy trong tình huống khẩn cấp và giao cho chính phủ quy định chi tiết khoản này. Ngày mai Quốc hội nghỉ, trong tuần làm việc tiếp theo quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và một số dự án luật khác